Xin chào các bạn, hôm nay Lộc sẽ nói tiếp về thesis của anh Munet. Lộc nói phần 1.3 A New Internet Architecture Secured by Blockchain. Thì trong cái phần này anh Munet anh ấy có identify, anh có nói rằng là cái DNS và cái chẳng hạn như cái PKI này là cũng thường là do large company like Verisign là control. DNS là Domain Name System, PKI là Public Key Infrastructure. Các bạn có thể kiểm chứng là vào Wiki hoặc các bạn lên Google, các bạn đánh chữ là Verisign là các bạn sẽ thấy đây. Đây là .com, .net, .name là Domain Name System, là công ty này quản lý. Rồi ví dụ như là công ty này cũng có cung cấp dịch vụ là PKI, SSL, vân vân. Ý mình chỉ nói là những cái thứ đó nó đã gọi là centralization rồi đó, là đưa về một điểm để mà control vậy là nhiều đó. Sau đó anh ta có nói rằng là bởi vì là xây dựng cái internet thì cần có những cái thứ mà giống như là domain name system, là có nghĩa là làm thế nào để mà cái người mà dùng là cái user gõ lên một cái browser để mà tìm thấy một cái endnote, hoặc là tìm thấy một cái server, hoặc là tìm thấy một cái gì đó, thì nói tóm lại là cần có một cái thứ mà giống như là domain name system. Thì anh ấy có nói là có một số cái nơi là họ nghĩ rằng là cái mà human readable name là không có cần thiết, và họ có thể là sử dụng cái cryptographic ID là để mà thay thế cái đó cũng được. Thì mình đưa cho các bạn thấy một ví dụ là ở bên cái phần là Tor browser, hoặc là ở trong cái gọi là cái này là dark web hay là cái gì đó, dark deep gì cũng được, dark deep web gì đó, thì họ sử dụng cái này nè các bạn thấy là một cái dãy này, dãy này là đây là một dãy số, đây là một dãy number đó. Thì họ sử dụng cái này để mà thay thế cái domain name system cũng được, nhưng mà ai mà nhớ nổi cái dãy này. Bây giờ ví dụ như bạn đổi cái dãy này thành là ví dụ như là Coinbase gì thì có vẻ là dễ nhớ hơn không? Còn bây giờ gì GZN thì là thua luôn, không ai nhớ nổi hết. Đấy chính là cái điểm mà anh Monep anh cũng nói là cái Blockstack hay là công ty hay là về bản thân anh ấy là nghĩ là cái việc mà sử dụng cái human readable name là rất là quan trọng, bởi vì là không thể nào mà gần như không thể nào nói mọi người là hãy nhớ cái dãy số đó đi, bởi vì là ví dụ như mình nói các bạn muốn vào một chỗ nào lại nói một dãy số đó, rất là kỳ cục. Sau đó là cái phần tiếp theo là anh ta nói rằng là phần mà user là end user là có thể connect với web server like Facebook, LinkedIn without just any hidden party in the middle. Ok, cái này thì rất là dễ hiểu, là bởi vì có cái public key infrastructure thì có thể là cái end user có thể connect với lại cái Facebook và cái LinkedIn là không có cần phải tin tưởng những cái party in the middle như là Verisign. Bây giờ mình sẽ đưa ra cái ví dụ đó. Ví dụ là giống như chẳng hạn như mình ví dụ là đây là cái Blockstack browser. Thì ở cái phần mà home là đây, còn đây là cái phần ID đây. Thì mình có một cái là nguyenloc.id. Đây là ID của mình, như các bạn thấy ở đây là mình có cái này gọi là public key nè. Thì là bất cứ ai người ta cũng có thể kiểm chứng là cái name này là thuộc về cái public key này. Các bạn có thể kiểm chứng rất là đơn giản thôi, ví dụ như là lên cái chỗ mà explorer.blockstack.org name này. Với lại lên đó kiểm tra, với lại lên kiểm tra cái tên nguyenloc.id này thì xem. Thì là khi mà các bạn lên các bạn kiểm chứng thì các bạn sẽ thấy là đây là cái chủ owner là cái ID này, 1GKL gì đó. Thì
Các bạn có thể thấy là ở đây là đây một DKL gì đó, cuối là DL, DL là ở đây cuối cũng DL. Thì ở đây là hoàn toàn có thể kiểm chứng được là cái name này là thuộc về cái public key, key nào. Đấy đấy là một cách rất là dễ hiểu. Sau đó bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần đấy. Sau đó là anh này anh mới nói là bởi vì á, là cái phần này là anh ấy đang nói là anh ấy muốn xây dựng một cái internet architecture, là một cái giống như là cái cấu trúc á, cấu trúc mới về cái internet á. Thì anh ta nói như nào nữa, anh ta nói là ở đây á, là anh ta nói là để mà xây dựng á, thì là anh ta sẽ follow cái chết to chết internet, là mình đã nói cái phần chết to chết internet rồi. Cái phần chết to chết design internet là đây là cái phần này. Các bạn có thể thấy là cái clip 10 của cái Blockstack là mình có nói chết to chết design, thì các bạn có thể xem vào đó. Sau đó là anh ta nói là cái đầu tiên anh ta nói là cái the new internet thì sẽ đi theo cái chết to chết design, và nó follow ba cái requirement, là nó có ba cái điều nó yêu cầu là user should be able to design and cryptography on human readable names without just any service provider or intermediary. Cái này thì là hoàn toàn chính xác rồi, anh ta đã làm được cái điều đó rồi. Bởi vì bạn thấy đây là ví dụ như mình là một cái user này, mình có own cái readable name này là nguyenloc.id này. Mình cũng không cần phải nói chung không cần phải tin cái ai ở giữa hết, các bạn cũng có thể kiểm chứng được bởi vì có cái blockchain đó để kiểm chứng rồi. Sau đó là anh ta nói gì nữa, sau đó là nói là user should have access to decentralized store system where they can store their data without revealing it to any party that they need to trust. Có nghĩa là thay vì bình thường á, là cái data là cái dữ liệu của chúng ta, là ví dụ như chúng ta vào Facebook đi thì là cái dữ liệu của chúng ta là upload lên cái server của Facebook, thì là Facebook là cái người làm chủ của dữ liệu đó. Còn bây giờ anh ta đang nói là nếu mà cái the new internet á, thì cái data là sẽ là do chúng ta quyết định, là data này là do của chúng ta, hay là chúng ta thích thì chúng ta giao cho ai đó thì là cái đó là cái nói sau. Nhưng mà đấy là cái điều mà anh ta đang nói là điều đó. Thì bây giờ là cái phần mà setting á, là các bạn thấy store store provider này, là các bạn thấy ở đây là có run your own Gaia store hub này là một cái phần đó, và sau này là cái những cái phần mà tiếp theo là sẽ làm là connect Dropbox này, connect CA vân vân, là ý là connect Google Drive chẳng hạn vậy, Amazon Cloud Driver chẳng hạn vậy. Ý là nói là sau này là cái user họ có thể họ có thể hoàn toàn có thể là có connect to cloud, và trên cloud đó là cái data đó là của người user sở hữu, và những người khác là không phải muốn chạm tới là chạm tới. Không phải giống như bây giờ mà mình úp một tấm ảnh lên Facebook hay là cái gì thì là Facebook sẽ làm chủ cái đó chứ không phải là mình. Thì đấy đấy là cái ý tưởng của anh ta, và anh ta đang thực hiện Blockstack là đang thực hiện cái điều đó. Và điểm cuối cùng là anh ta muốn nói là user should get comparable performance to the traditional internet, có nghĩa là giống như là run parallel vậy, là một cái là internet cũ và một cái là internet mới, là new internet, là cả hai cái là nên là có thể là chạy song song được, không sao cả. Và cái chết to chết design based internet should be able to scale to billions of user, có nghĩa là cái phần network là có thể grow, có thể là scale đến là hàng tỷ user được. Thì điều này là cái điều thứ ba, là cái điều anh ta cũng đang thực hiện. Các bạn có thể dễ dàng thấy được là bây giờ là ví dụ như mình vào forum chẳng hạn vậy, là cũng rất là bình thường, thấy không, là không có cái sự khác biệt giữa mình không nhận thấy cái sự khác biệt giữa là đang sử dụng Blockstack với lại cái gọi là internet giống như bình thường.
Thì và Blockstack thì mỗi ngày vẫn đang làm, vẫn đang cải thiện thêm. Tóm lại là mình cảm thấy là hiện tại là mọi thứ đang tiến triển rất là tốt. Clip này là mình sẽ dừng lại ở cái phần này, là sau cái follow tree requirements. Clip sau thì mình sẽ nói tiếp những cái phần còn lại, bởi vì mình không muốn kéo dài cái clip nó quá dài. Lộc xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.